nhiều. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giọng ca. Nếu như mà ai đã từng theo dõi liên hoan tình khúc Bolero tỉnh Bình Thuận qua các giai đoạn thì chắc hẳn là quý vị chúng ta sẽ biết giọng ca này. Bởi vì vượt qua một chặng đường 176-77 thí sinh của liên hoan tình khúc Bolero tỉnh Bình Thuận lần thứ 2 năm 2019, thì với một gọi là một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong đêm chung kết cũng tại mùng 4 Tết năm 2019 vừa rồi, thì thí sinh này đã bước lên ngôi vị cao nhất, đạt giải quán quân của liên hoan tình khúc Bolero tỉnh Bình Thuận lần thứ 2. Xin mời ra sân khấu thí sinh Lê Quang Hưng. Và thí sinh Lê Quang Hưng, quán quân của liên hoan tình khúc Bolero tỉnh Bình Thuận lần thứ 2, xin gửi đến quý vị chúng ta một sáng tác của nhà báo Phương Nam, lời của nhà báo Phương Nam và nhạc của nhạc sĩ Đinh Trung Hà, tiết mục Lời Con. Những lúc cha bên con vỗ về con, mẹ nay đã có người thay thế vị trí cha, con thương cha nhiều. Cha ơi, mẹ ơi, ước gì cuộc đời con mãi bên mẹ cha. Mẹ
mẹ nay cùng người thay thế cha luôn ở bên mẹ. Xin tình yêu thương cho người không giống cha. Mẹ còn thương con như khi xưa cùng ở với cha không? Cha mẹ có hiểu nỗi lòng của con? Cha ơi, mẹ ơi, tất cả đâu rồi? Có còn thương xót phần con? Có còn nhớ đến năm xưa cha mẹ ôm ấp khi con chào đời? Nay cha mẹ còn những con ngỡ mồ côi. Cha ơi, mẹ ơi, mỗi lần đi học chung bạn ai cũng cười chê. Tan trường con bước đi nhanh, cúi mặt con dấu mắt ướt đẫm lệ. Ước gì cuộc đời con mãi bên mẹ cha. Cúi mặt con dấu mắt ướt đẫm lệ. Ước gì cuộc đời con mãi bên mẹ cha. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Hương Lê xin được trân trọng gửi đến quý cấp lãnh đạo, ban tổ chức, quý ban giám khảo, 10 thí sinh cùng toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Thuận để dõi theo tình khúc Boro tỉnh Bình Thuận lần thứ 3 2020. Vâng, và nói về cảm xúc khi mà đạt được cái danh hiệu cao nhất trong tình khúc Boro tỉnh Bình Thuận 2019 thì đó là một cái cảm xúc thăng hoa rất là tuyệt vời, và đó là một cái niềm hạnh phúc của một người đam mê cái dòng nhạc trữ tình bolero, được hát cho tất cả quý vị, được chinh phục được những vị giám khảo khó tính để giành được cái ngôi vị quán quân. Đó là một cái niềm vinh dự và cũng là một cái niềm hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời của Hương Lê. Và cũng xin chia sẻ đến tất cả các 10 thí sinh, các bạn, đầu tiên xin chúc mừng tất cả các bạn đã là những người xuất sắc nhất lọt qua hơn 200 thí sinh để bước vào cái đêm chung kết xếp hạng 2020 của tỉnh Bình Thuận. Và đối với tất cả các bạn thì các bạn có quyền tự hào vì các bạn đã là người chiến thắng. Và đến đây với cuộc thi thì chắc chắn sẽ có người thắng, người thua. Lát nữa đây sẽ có bạn đạt cái ngôi vị cao nhất, những các bạn đạt những cái ngôi vị thấp hơn, thì mong tất cả các bạn chúng ta hãy cùng luyện tập hơn nữa và trau dồi hơn nữa để chúng ta có thể đồng hành với Bolero tình khúc Bình Thuận những năm tiếp theo. Vâng, xin gửi gắm đến tất cả quý vị. Cảm ơn Hưng rất là nhiều, cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và một lần nữa xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để chào đón, cũng như chúng ta hãy cảm ơn phần biểu diễn vừa rồi của Quang Hưng đã đến cùng với liên hoan chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn Hưng. Xin trân trọng cảm ơn ạ.